À, Kính chào quý, chúng tôi là Võ Thành Nhân và hôm nay là thứ tư 24 tháng 7 năm 2019 Đến với bản tin Hoa Tình Đốn thì gồm có hai phần Phần đầu chúng tôi gửi đến quý vị tin quan trọng và trong phần 2 thì đặc biệt những phóng sự cộng đồng Và để mở đầu thì chúng tôi xin quý vị theo dõi à, phần tin quan trọng sáng hôm nay Bản tin đầu tiên là sáng hôm nay ngày 24 tháng 7 năm 2019 à, Công tố viên Robert Mueller à, đã có một cái buổi điều trần tại quốc hội Hoa Kỳ Do dân biểu Gerald Nadler, chủ tịch ủy ban tư pháp hạ viện Hoa Kỳ chủ tọa. Ông Mueller đã tái khẳng định rằng ông chưa hề nói Tổng thống Trump không có tội cản trở công lý hoặc hoàn toàn vô tội như Tổng thống Trump đã nói. Ủy ban Hạ viện do à, dân biểu Nadler chủ tọa có quyền khởi sự tiến trình luận tội Tổng thống Donald Trump, nhưng ông Nadler không nằm trong số 90 dân biểu dân chủ đã công khai tuyên bố ủng hộ việc khởi sự tiến trình luận tội Tổng thống. Các nhà lãnh đạo lão thành của Đảng Dân chủ như chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đang tìm cách kiềm hãm những đòi hỏi trong nội bộ của đảng vì lo ngại sẽ vấp phải một phản ứng ngược trong các chiến dịch vận động tranh cử cho năm 2020. Cho năm 2020. Nếu Hạ viện đòi luận tội tổng thống Trump thì việc quyết định tối thượng liệu có buộc tổng thống phải từ bỏ chức vụ hay không mà hiện nay đang nằm trong tay của thượng viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát. Nếu Hạ viện đòi lượng tội Tổng thống Donald Trump thì quyết định tối thượng liệu có buộc Tổng thống phải từ bỏ chức vụ hay không? Quyết định này nằm trong tay của Thượng viện hiện do Đảng Cộng hòa kiểm soát. Thực tế này đã đặt Ủy ban Hạ viện trước tình thế khó lựa chọn trừ khi đại đa số cử tri ủng hộ giải pháp luận tội. Ủy ban Tư pháp đang cứu xét những biện pháp để bảo vệ công tố viên đặc biệt như ông Mueller ông và cuộc điều tra do ông đứng đầu đã bị Tổng thống Trump liên tục tấn công. Và sáng hôm nay thì Tổng thống Donald Trump đã viết trên Twitter chỉ trích các đảng viên Dân Chủ và những người khác là bịa đặt ra một số tội danh để gán cho một Tổng thống vô tội. Cũng trên Twitter, ông đã đặt câu hỏi tại sao ông Robert Mueller không điều tra những nhà điều tra. À, chúng tôi cũng được biết rằng là các nhà lập pháp của phe Dân Chủ hy vọng cuộc điều tra này của ông Mueller sẽ có thêm những cái dữ liệu để mà luận tội tổng thống Donald Trump về vấn đề thông đồng với người Nga à, qua cái cuộc bầu cử năm 2016. Nhưng mà kết quả của cuộc điều trần thì không như các nhà lập pháp của Đảng Dân chủ mong muốn vì ông Mueller không đưa thêm được những điều gì mới lạ à, ngoại trừ là cái bản báo cáo à, cho Bộ trưởng Bộ Tư pháp như ông đã loan tin trước kia. Thì chúng tôi được biết rằng là, là nội dung của 448 trang báo cáo mà ủy ban điều tra của ông đã hoàn tất vào trung tuần tháng tư. À, coi như vậy là coi như là cái bản cuối cùng à, không có thêm những cái tin tức gì mới. Đó là cái phần điều trần của ông Mueller sau hôm nay. Riêng về Trung Cộng ấy, thì họ đang cảnh giác là họ sẵn sàng chiến tranh nếu Đài Loan hướng tới độc lập. Được biết là nguồn tin của Bộ Quốc Phòng Trung Cộng hôm thứ tư à, cảnh cáo họ sẵn sàng có chiến tranh nếu Đài Loan có một cái hành động nào đó hướng tới độc lập. Đồng thời tố cáo việc Hoa Kỳ bán vũ khí cho hòn đảo tự trị này theo bản tin ngày 24 tháng 7 của hãng thông tấn Reuters. Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Trung Cộng là ông Ngô Khiêm đã nói trong buổi ra mắt bạch thư quốc phòng mới nhất của nước này. Lần đầu tiên sau vài năm phát thảo các mối quan tâm chiến lược của quân đội rằng Trung Cộng sẽ có những nỗ lực lớn nhất để thống nhất hòa bình với Đài Loan. Ông ta nhấn mạnh, nếu có những ai dám tách Đài Loan ra khỏi đất nước, quân đội Trung Cộng sẵn sàng tham chiến để bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. Ngoại trưởng Đức chúc tân Thủ tướng Anh gặp được may mắn. Ngoại trưởng Đức Heiko Maas nói trong hôm thứ Tư rằng khi ông Boris Johnson chuẩn bị nhậm chức Thủ tướng Anh, rằng Anh vẫn là một phần của Âu Châu, là một phần, là một người bạn thân của Đức, Reuters đã cho biết. Vương quốc Anh vẫn là một phần của Âu Châu, trong một đối tác là một người bạn thân thiết của Đức. Ông Maas nói trên mạng xã hội Twitter, gợi nhớ lại rằng ông và johnson đã có một mối quan hệ đáng tin cậy khi họ cùng làm việc với nhau với tư cách ngoại trưởng và ông mars còn nói thêm chúc may mắn boris